Xin chào toàn thể anh em. Audio Cường Nguyễn hôm nay xin test và giới thiệu bộ dàn Kenwood LS07, dòng đời cao nhất của dòng Kenwood này. Về nó gồm 6 thớt CD này, Tuner, nghe quai, rẻ, âm ni, cassette. Đấy, gồm 6 thớt, loa zin, khiển zin nguyên bản của nó nhé. Loa LS07 mặt phay nhôm màu ghi đá rất đẹp. Hôm nay thớt tem xin test chi tiết từng thớt một cho anh em. CD này đang chạy CD ta cần chuyển sang CD cái này ra thôi. Cái này nó có dây điều khiển, nó về nó có khiển đầy đủ hết. Để đọc cực đĩa cực kỳ nhanh luôn. Này là nó bắt AM FM tần số chỉ 90 thôi. CD. Tiếp theo là đến cái này nó có hai cổng quang. Hai cổng quang kết nối với TV, một là cổng quang kết nối CD này. Cổng quang kết nối với TV này. Đây là cổng quang. Đây cổng quang. Và âm ni có chỉnh bát chét luôn này. Đây nó có cái cầu loa, công tắc loa này. Đấy, ấn này vào. Đấy, ba lăng. Đây là mang về nó chưa lau chùi chứ gì nhé. Đấy, vệ sinh đi cái là lau thì cái là sạch sẽ thôi. Vận chuyển nó xước tí lúm này. Cái lúm này đâu. Đây khiển zin theo dàn nhé. Loa LS07 luôn này. Loa thì sở hữu một loa bass 20 trung 10 và 2 check dôm. Tiếng rất hay, mềm. Bách đẹp luôn. Thớt đằng sau ấy, cái này thì nó dỗ theo thời gian này. Đấy, kết nối đấy, nó dỗ theo thời gian, không ảnh hưởng gì đến về mình lau sạch để sẽ xung quanh là đẹp hết. Đấy, tất cả là về zin nguyên bản. Đấy,
loa sở hữu là công suất là 150W một loa nhé, trở kháng là 6 ohm, loa cao là 98, rộng chiều rộng bộ dàn này nó vào tầm là 96, này nó nặng tầm tạ anh em ạ. Bộ già này em bán với giá là 33.500.000 tại cửa hàng nhé. Đấy, anh em mua thì liên hệ với em theo số điện thoại 0986 737 347, 0868 559. Đấy, em ở thành phố Bắc Giang. Đấy, anh em mua thì liên hệ, bảo hành cho em là 6 tháng, bao zin nguyên bản cho anh em luôn. Xin chào anh em nhé.